quyền họ vẫn bỏ những cái bình thường ở phía trên không thảo ra chơi sáng luôn. Và thuyền này chuẩn bị đi cào. Hôm nay bà con nghỉ biển đấy mọi người này. Hôm nay không đi nghỉ biển. Biển họ vẫn bỏ những cái đèn trường ở phía trên không thả ra, chơi sáng luôn. Và thuyền này cũng đi đi cào. Đứng lên các cậu không? Biển và buổi chiều rất là mát đấy mọi người, rất là tuyệt vời, quả tuyệt vời, nhộn nhộm lên. Bay phất phẩy phất phẩy. Mấy cảnh hoàng hôn rất là đẹp. Rồi bye bye, chào mọi người, chào tạm biệt.